tỉnh nguyện ngày 21 tháng 12. Kế hoạch của ta cho đời con đang diễn ra trước mắt con. Đôi khi, con đường con đi dường như bị ngăn trở. Đôi khi, nó mở ra chậm đến mức con phải tự đi chậm lại. Khi đúng thời điểm, con đường đó bỗng mở rộng, dù con không phải nỗ lực gì. Ta ban tặng con những gì con luôn khao khát và nỗ lực để đạt được. Ta vận hành thế giới này dễ dàng đến mức con phải kinh sợ. Qua đó, con sẽ nhìn thấy quyền năng và sự vinh hiển của ta. Đừng sợ hãi sự yếu đuối của con, bởi chính trong sự yếu đuối đó, quyền năng và sự vinh hiển của ta hành động mạnh mẽ nhất. Khi con kiên định bước đi trên con đường ta đã chuẩn bị cho con, dựa vào sức ta, con sẽ chứng kiến nhiều phép nhiệm màu. Con mắt thường của nhân loại ít khi nhìn thấy những điều này, nhưng những ai sống bằng đức tin sẽ thấy chúng cách rõ ràng. Hãy sống bằng đức tin chứ không phải những gì con nhìn thấy, và con sẽ được chứng kiến sự vinh hiển của ta. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải mắt thấy. Đức Chúa Giêsu lại bảo: Ta đã chẳng nói với con rằng nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao? Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.